Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã xem vlog vừa rồi của mình. Và mình hy vọng là các bạn sẽ cố gắng like, share và subscribe để ủng hộ mình vượt qua phở đặc biệt. Bye. Thế này thì sao mà ra được? Đóng càng ngày càng tệ. Em tính sao? Em muốn đầu mũi. Hãy được quy mê production. Tức là đòi vườn mặt em á. Ngày càng mập. Suốt ngày làm đúng bạn bè. Thôi từ sau chỗ này là dẹp tiệm, không làm gì hết nữa. Phở càng ngày càng mất chất. Vì lắm thì thiếu muối mà không làm được gì cả. Nhảm quá trời ơi, dẹp luôn đi trời. Có bạn gái xong cứ làm vì lắm. Học giỏi rồi, nhóm là quá đúng lại rồi. Lại quảng cáo bìa trái. Thay đổi. Im lại hết đi. Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một bé không hai. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Mouth the door. Giọt nước mắt chảy ngừa. Hỏi tại sao em không công bằng với. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ lật trong bóng tối mỗi bước đi tìm lại cho ta một lối ra nơi phía cuối con đường. Lâu lệ vương mày. Lên luôn. Mày đâu về hát nào? Nè, mà quán muốn xong. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tôi. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Buông vào. Ok nhá. Rồi. Ở bên người ấy,
anh hả? Anh đã thấy em bên người ấy. Anh nói sao? Và kề vai đi bên người ấy. Ờ, khi nào? Ngồi trong xe em ôm người ấy. Và anh đã thấy con tim anh yêu đã biết mấy lệ thời xưa đấy. Anh không biết không vậy, anh không biết những lời đắng cay. Anh sẽ không bao giờ dần ai đây, anh sẽ ra tay. Đêm rộng và dài anh cứ bước đi. Em đứng lại để nhìn anh quay gót. Chân gì mà tông thoán chết nha, con mày chết. Ơ, cái này. Ủa, ê chết đi. Không, tao đâm mày mà. Không, chết đi. Quạt cháy máy bơm tivi tủ lạnh LX SH bán đê. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành công. Em mời cái cầu cao leo lên chi té đau. Em mời cái cầu cao leo lên chi xuống đi em ơi. Em đi bình thường không đi, em lên dây điện em đi. Đã bao nhiêu lần khóc trong mơ. Thank you.
ra mắt ứng dụng game mobile phở và Android Dog. Truy cập ngay game.nhuanh.com để cài đặt. Xin các bạn, mình là Phát Điên. Đây là cái lớp đạn của 102, Phong Lơ của 102, Tấn Phúc của 102 Production. Thưa các bạn, đây là lần đầu tiên nhóm 102 về Việt Nam và cũng được cơ hội hợp tác với Phở và Dao One TV. Dạ, Phong Lê cũng cảm ơn các bạn ở Dao One TV đã ủng hộ Dao One TV và Phở, và xin hy vọng các bạn sẽ ủng hộ luôn Phong Lê, Tấn Phúc của cái lớp đạn của 102 Production. Rồi, nếu các bạn thích, nhấn like và subscribe channel của Thích Ăn Phở và 102 Production. Đúng rồi, muốn coi kịch có 102, bấm vô 102 Production trên YouTube. Cảm ơn. Ôi sao hôm nay bá mình lùng quá vậy, sau này cao được cao đi. Ê trời ơi, vừa quá.